rất là đông của chú bác từ khắp nơi nha. Đây là mộ của nhiều mộ cố nghệ sĩ nha. Thì các sư các thầy đang là làm một cái buổi lễ cho bức tượng, rồi sau khi mà làm lễ xong á thì bức tượng của cố nghệ sĩ sẽ được đem về tại số 5 Đoàn Thị Điểm cả nhà. Đông quá mình không đứng trong quay được, mình đứng bên ngoài thôi cả nhà ơi. Nó thì các sư đang làm lễ phía trước đó, quá một trời nắng quá trời. Các sư đang làm lễ đó ha. Hôm nay có sự mặt của Hoa hậu Phương Lê đó, rồi ca sĩ Nguyên Vũ, rồi nghệ sĩ ưu tú Vũ Lưng, rồi Bình Tinh, rất là đủ ha. Bức tượng này được đem tới là trước 8 giờ sáng hôm nay đó, thì sau khi mà làm lễ xong thì bức tượng này sẽ được đem về nhà. Thì cô chú và bác ở gần xa nếu qua đến chúng ta chiêm ngưỡng thì ghé số 5 Đoàn Thị Điểm nha cả nhà. Đây là bức tượng được nghệ nhân Văn Tông gửi tặng cho gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bức tượng 3D màu vàng. Này, sau khi làm lễ xong, các sư làm lễ xong thì bức tượng này sẽ được đem về nhà tại địa chỉ là số 5 Đoàn Thị Điểm. Thì cô bác đằng xa có đến chụp bức tượng và chụp hình lưu niệm thì chúng ta sẽ đến số 5 Đoàn Thị Điểm để chụp hình nha. Thì bên phía sân khấu thì hiện tại đang tổ chức văn nghệ. Em xin hôm nay là nghệ sĩ Ngân Tấn nha cả nhà. Ok, bây giờ xin phép người mẫu màn chương trình ngày hôm nay. À, để nhớ đến còn cái nữa, còn luôn miệng cái nữa. À, đây là Lê Hoàng, đúng không? Lê Hoàng cũng muốn gửi đến tặng cho gia đình một kỷ vật của nghệ sĩ ưu tú Vũ Lưng mà em đã ấp ủ từ bao năm nay. Và bây giờ xin mời em quay. Tới đây có một mùa vu lan thật là ấm áp và luôn luôn tạo không khí cùng với lại đại chúng mình. Thì hôm nay thì rất là trao cho gia đình thứ hoa bức tượng thì rất là ngạc nhiên khi mà còn hỏi là năm ơi cái vu lan này còn không, thì nó nói là cái lâu em không có thấy nữa. Thì nhân ngày hôm nay luôn thì đây là phía trước mộ cố nghệ sĩ Thú Linh cả nhà ha, có tranh đàng hoàng hết. Đó, trên đây là bức tượng. Cảm ơn các bạn, cảm ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn tất cả những người rất thương cả, rất là yêu mến nghệ sĩ Vũ Vũ Linh, nghệ gia đình. Bây giờ chương trình diễn nghệ được bắt đầu nha. Cảm ơn các bạn, hãy cho nhiều sân khấu một xíu nha. Đừng đừng có dồn vào các cháu, các cháu xíu à. Tại vì nhiều lúc nghệ sĩ Ngân Tấn cũng đang chia sẻ những kỷ niệm về cố nghệ sĩ Vũ Linh ở nhà trước anh nhà báo Sông Minh. Khán giả cũng đang chụp hình lưu niệm với nghệ sĩ Ngân Tấn cả nhà. Cũng đang chia sẻ những số kỷ niệm về cố nghệ sĩ, ôn lại kỷ niệm.
mình chủ rất là phong độ đó nha. Dạ, nó đang nói chuyện riêng. Dạ. Ông anh Minh với và trợ lý đặc biệt của cố nghệ sĩ nha, trước của anh Vinh luôn, rồi tới sau là Kim Nga. Hôm nay xuất hiện tại lễ Chu Lan hôm nay cùng với nghệ sĩ Ngân Tấn nha, với anh Võ Sông Minh. Anh Minh nha. Anh Minh đi theo cụ lâu lắm rồi đó. Là mình là anh, trợ lý anh Minh của Hộp, biết là nói Minh Hộp là trợ lý của là trợ lý của cố nghệ sĩ à. Ờ, hồi đó đi theo phụ đó. À, dạ. Chụp em cái bả cảm ơn. Chụp cái dấu trắng này nè. À, khán giả ông đang chụp hình lưu niệm với nghệ sĩ Ngân Tấn ở nhà ơi. Còn nghệ sĩ không được. Không chửi gì, tôi đi theo anh Năm, tôi đi tỉnh có anh đi, tôi không biết anh nữa. Anh chụp chưa? Anh chụp chụp đi. Anh này là đi theo trước đường Vinh đó, đi chung với má Thanh rồi vậy luôn đó. Nghệ sĩ Ngân Tấn cả với anh nhà báo Song Minh hôm nay cũng đến dự lễ hôm nay luôn nha. Chú Ngân Tấn cả nhà. Vô câu à. À. Cũng quay rồi, cũng được rồi, con cứ giữ sức khỏe. Xin mời chia sẻ với luật sư nha. Rồi. Hay khỏe nha. Dạ. Xem quay như này không được. Dạ. Quay như này không liên đâu. Dạ, dạ. Ông xem được con. Dạ, dạ. 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 Thì bên hông vô mộ của nghệ sĩ là có hình hai con rồng nữa nha. Chị bình tĩnh cả nhà, mình lưu niệm cùng với khán giả cả nhà ơi. Dạ, chào chị bình tĩnh nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đẹp quá chị ba ơi. Chắc là đông khán giả đến đây để chụp hình cùng với chị ba Bình Tinh nha cả nhà. Rất là tình yêu của khán giả dành cho chị nghệ sĩ rất là nhiều nha. Chị kiếm một người để chụp hình ra mà.